Spot ETF là một trong những sản phẩm mà có thể giúp cho nhiều người bây giờ muốn tiếp cận thị trường crypto này, muốn tiếp cận BTC nhưng mà họ lại không có muốn tự đi thu mua Bitcoin, muốn tự giữ BTC, họ chỉ muốn tiếp cận về mặt giá cả mà thôi. Thì sản phẩm Bitcoin Spot ETF là cái sản phẩm mà họ cần chung quy đó thì dài hạn đây là một cánh cửa mới mở ra cho BTC các bạn ngắn hạn thì giá có thể dao động nhưng mà dài hạn đây là cánh cửa để mà có thêm người tham gia vào những người mà bây giờ họ chưa tham gia vào thị trường này. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự ảnh hưởng đối với lại vàng ra sao. Khi mà chúng ta thấy là vàng ETF thông qua, lúc mà chúng ta thấy là thông qua đó thì giá cả cũng có cái sự dao động nhưng mà dài hạn các bạn thấy đã thu thêm nhiều người họ muốn tiếp cận vàng nhưng mà họ lại không muốn tự mua vàng, tự dư trữ vàng vì nhiều lý do như là an toàn